Ok các bạn, nhân dịp Tết đến xuân về thì Bùm muốn làm ba cái combo mà Bùm cực kỳ gọi là tâm đắc luôn các bạn. Và ba cái combo này đang giảm giá từ 50 cho tới 60% luôn nha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ thấy combo 1, đó chính là combo của con Frog DJ Speaker Man, một con Santa TV Man và một con Speaker Rebatron. Ở cái đội hình này các bạn phải nói là tuyệt vời luôn. Các bạn chỉ cần sử dụng con Frog DJ Speaker Man cộng với kết hợp của cái con chống tuôn tốt nhất hiện nay, đó chính là con Speaker Rebatron, bảo đảm với các bạn một điều là 100% các bạn sẽ chiến thắng tất cả các map luôn. Combo thứ hai chính là cái combo Nightmare 2, một con Frog DJ Speaker Man, một con Santa TV Man và một cái con Maze. Nếu các bạn sử dụng cái combo này nha, mà đi cái map Nightmare nha, nó tầm đâu đó 15 phút 15 giây thôi các bạn, cực kỳ tuyệt vời luôn. Còn nếu các bạn có thêm con Sinister Titan TV Man đó ha, thì các bạn lập kỷ lục thế giới luôn. Bùm đã làm một cái video cho các bạn thấy rồi đúng không? 15 phút 01 giây, nó gọi là cái gì? Speed run được luôn. Và cái combo thứ ba là cái combo Sinister Titan TV Man, một con Santa TV Man và một con Speaker Rebaron. Và Bùm hiện tại thì Bùm chỉ review một cái combo thôi nha. Bùm review cái combo Nightmare 2 là cái combo giá rẻ nhất đó, 91.000 còn 59.000, nhưng mà phải nói dùng cái từ như thế này là các bạn cực kỳ mạnh luôn, không thể nào tưởng tượng được cái sức mạnh của nó luôn. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, vô test nào. Ok các bạn, chúng ta vào game rồi thì đương nhiên là chúng ta chơi chế độ Nightmare và để auto skip liền nha các bạn, để mà chúng ta tối ưu cái thời gian đó. Rồi, ở cái level 1 ấy thì Bùm sẽ đặt một cái con Santa TV Man lên. Quay thứ hai thì cũng vậy thôi, Bùm lại tiếp tục đặt một cái con thứ hai. Và Bùm xin khẳng định với các bạn luôn là các bạn nếu mà bỏ ra 59.000 để mua cái combo này thì chắc chắn 100% là các bạn không bao giờ hối tiếc. Có nghĩa là các bạn có ba cái con này xong rồi coi như là các bạn end game luôn rồi đó. Và chúng ta làm gì? Chúng ta farm cho sự kiện lần này, rồi sắp tới nó có cái sự kiện nào mới nữa, các bạn lấy đúng cái combo này ra các bạn chơi chắc chắn thắng luôn. Không bảo đảm, Bùm dám cam kết với các bạn là combo này sẽ không bao giờ lỗi thời. Thậm chí là combo này nó còn ngon hơn cả con Upgraded Titan Cameraman, tại vì nó giá của Upgraded Titan Cameraman đó bạn, nó không có rẻ đâu. Không thể nào mà làm gọi là một cái combo mà 59k mà cho cái con Upgraded Titan Cameraman được, cái đó chắc chắn không thể. Cho nên đó là Bùm làm combo này đang hướng tới những cái bạn người chơi mới đó. Bùm muốn gọi là giúp cho các bạn gọi là có cái cơ hội để mà trải nghiệm cái game nhiều nhất đó, dùng combo nào rẻ tiền đó à, để chúng ta có thể farm tiền, chúng ta có thể tự chúng ta summon trên những con mới ha. Rồi bây giờ như thế này, ở quầy thứ 4 á, chúng ta đã có tổng cộng là 3 con Santa TV Man, 1 con level 2 và 2 con level 1, 1 con Frog DJ Speaker Man level 1. Lúc này qua đến quầy thứ 5, các bạn hồi tiền lại, các bạn up cái con Frog DJ Speaker Man này lên level 2 với Bùm nha. Hơi lát nhưng mà chắc không sao đâu các bạn. Làm sao mà các bạn thấy không? Đó, nó vừa giết luôn con duo này là được, và cái số tiền còn lại bạn sẽ up được luôn 2 con Santa TV Man này lên level 2. Ok chưa, từ từ đợi đủ tiền nha. Và Bùm nói với các bạn như thế này nè, để mà các bạn dễ tiện theo dõi á, thì khi mà Bùm nói là quay trở lại up farm tiền thì các bạn tự hiểu đó chính là cái việc là chúng ta sẽ up đều tất cả những con Santa TV Man lên. À là sao, và level 3 thì level 3 hết à, chứ không có up lệch kiểu giống như con này level 2 con kia level 4 là không đúng nha. Nó các bạn up theo đúng ý của Bùm thôi. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo thì các bạn từ level 6 các bạn đợi lên level 7 đó à, các bạn up cái con này lên hả level 3 giúp Bùm. Còn lại cái số tiền còn lại là các bạn đợi đủ 500 tiền chúng ta up con Santa TV Man này lên level 3. Rồi nè, cái này mới quan trọng nè. Lúc này nè các bạn xây con Maze Camera Man lên cho Bùm. Đó, xây lên và các bạn chuyển nó qua chế độ Strong Gate. Rồi, Bùm sẽ giải thích vì sao là chúng ta lại xây nó lên và chuyển qua chế độ Strong Gate nha. Khoan, từ từ, up Santa TV Man thứ ba lên level 3 luôn nha. Rồi, chuyển qua chế độ Strong Gate là để cho cái con này ở các bạn, nó có thể gọi là nó cấu máu những cái con nhiều máu. Nó cấu máu những cái con nhiều máu. Còn cái con Frog DJ Speaker Man đó, nó sẽ đánh tổng thể, nó đánh đam gọi là đa mục tiêu những con còn lại. Ok chưa? Quá ổn định, quá dễ hiểu luôn đúng không? Rồi, lúc này nè các bạn, lúc này nè chúng ta gọi là chúng ta để nó hơi lọt xíu thì cũng không sao đâu. Các bạn cứ trở lại đây và các bạn up cho được hai con Santa lên level 4 nha. Ok, nó không lọt đâu các bạn. Con Maze Camera Man của mình nữa gọi là giải quyết được rồi. Giờ thì up con Frog DJ Speaker Man và chúng ta sẽ có luôn con Santa TV Man thứ 3
lên level 4. Và lúc này nè, cái con Mace này nè, các bạn up nó lên level 2. Các bạn vẫn giữ như vậy nha. Tiếp theo là bạn vẫn up cái con Mace giúp bùm nha. Không sao đâu. Có nghĩa là các bạn phải tận dụng được tối đa cái gọi là cái việc xây up và cái tổng thể thời gian đó. Rồi, up lên level 3 ổn định rồi. Lui qua này, tao quay trở lại và up một con Santa TV Man lên level 5. Số tiền còn lại các bạn cứ giữ yên nó nha. Chúng ta sẽ không up gì nữa nha. Chúng ta cứ giữ yên đó cho bùm. Cứ nghe bùm nói, chắc chắn các bạn gọi là sẽ đi cái map này một cách là nhanh nhất có thể. Các bạn tối ưu được cái thời gian đi rồi thì các bạn farm tiền nhanh thì sao ạ? Thế thì các bạn có thể là các bạn nhanh chóng có được những cái unit mới. Đúng chưa? Quá đúng, đúng gì đâu sai. Đúng chưa? Không sai. Không có đường nào sai cho nó. Nghe rồi nè. Up nó lên. Đấy chưa? Ổn định chưa? Và bây giờ thì chúng ta gọi là chúng ta trở lại đây nè. Rồi chúng ta up luôn hai con này lên level 4, level 5 là chúng ta có tổng cộng là 3 con Santa TV Man lên level 5. Bây giờ các bạn đợi đủ 1.400 tiền và các bạn gọi là up cái con Maze Camera Man lên giúp ầm. Nó ok, nó quánh được hai cái cho con Milton này là biết là ok đó. Đó, lên level tiếp theo. Tiếp theo các bạn lại tiếp tục xây một con Maze lên cho bầm. Lát quá các bạn, bầm xây, bầm nhấn xây rồi mà nó không ăn đó các bạn. Bầm nhấn rồi đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Lát quá. Ê, lát kiểu này sao được ta? Chậm cái thời gian của bầm mà vẫn chuyển qua tròn gịch nha các bạn. Như vậy là nhiều khi là không lập được kỷ lục thế giới đâu, nhưng mà thôi ráng đi các bạn. Ráng đi các bạn, lại tiếp tục. Các bạn không cần up cái con này lên level max đâu nha các bạn. Các bạn chỉ cần up lên level 3 thôi. Chứ nhớ giúp mầm là chỉ cần up con Maze Camera Man lên level 3. Nhớ giúp mầm cái vấn đề đó nha. Rồi chúng ta cứ vậy đi. Chúng ta xây cho đủ gọi là 6 con level 3 và chúng ta gọi là để nó qua strong gate hết nha. Con nào cũng để qua strong gate giúp mầm nha. Cứ xây lên đi các bạn. Cứ xây và cấp lên. Hồi nãy nó bị lag như vậy, không biết là chúng ta có thể đi cái thời gian nhanh hay không. Thì thôi thì cứ gọi là cứ chờ đợi đi coi nó như thế nào ha. Rồi đủ ha. Bây giờ nè, bây giờ chúng ta mới tiến hành quay trở lại đây và chúng ta up những con Santa TV Man lên level 6 giúp bận ha. Ok chưa? Cái dễ hiểu không? Rất dễ hiểu đúng không? Rất dễ hiểu và rất dễ làm theo, không có gì phức tạp ở đây cả. Up lên luôn. Rồi, đủ hết rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta up lại những cái con Maze Camera Man này nè. Lên level max là level 5 đó các bạn. Lúc rút này dễ thôi, 6 con thì hả? Con cứ up dần dần vậy đó cho nó lên đủ level 5 là được rồi. Up lên level 5 một con nè. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái việc dev nightmare mà có cái con Maze này nó hỏa mạnh không các bạn? Chẳng qua là những cái người mà chưa có rành cái con này mới nói là nó yếu thôi. Chứ thực tế là nó rất mạnh nha các bạn. Thấy không? Đam nó cao mà cái giá up nó rẻ nha. Chỉ có điều là chúng ta thấy nó đánh chậm á, cho nên là chúng ta chưa có tận dụng được tối đa cái sức mạnh của cái đam đó. Cho nên chúng ta nói nó yếu, chứ không hề yếu đâu các bạn. Nó thậm chí là nó rất mạnh luôn, chứ mà nói nó yếu là thấy là tào lao bí đao rồi đó. Không thể yếu được, nó rất mạnh luôn nè. Bạn thấy lát cho nên con này nó mới bị đi qua đây, nó mất thời gian của mình rồi đó. Phải chi mà hồi nãy không lát là Bùm đã chơi gọi là gần như là master cái map này rồi, cho nên là Bùm có thể khẳng định như vậy luôn. Mà thôi thì chấp nhận đi, nó cái chuyện nó lỡ xảy ra như vậy rồi thì chúng ta chấp nhận điều đó thì có gì đâu. Ok, bây giờ thì Bùm gần có cái con Maze Camera Man thứ 6 của mình lên level 5 rồi đó. Các bạn cứ xây 6 con thôi nha các bạn. Các bạn không cần xây nhiều hơn đâu. Thôi các bạn giải quyết không? Lát quá. Rồi, khi các bạn có 6 con rồi đúng không? Các bạn sẽ tiến hành quay qua đây nè các bạn. Các bạn xây con Broccoli Chase Speakerman lên và các bạn up nó lên level max nha. Các bạn nói nghe nè, các bạn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra một cái chiến thuật riêng. Tuy nhiên cái chiến thuật gợi ý của Bùm là dành cho những cái bạn nào mà chưa có chơi được nhiều quá, chưa có chơi rành đó. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể làm theo Bùm và các bạn có thể là đi cái map này nó nhanh hơn người khác. Còn đương nhiên có những người giỏi hơn, phải người Việt Nam mình rất là giỏi các bạn. Người Việt Nam mình gọi là speedrun tốt nhất game Toilet Tower Defense mà, thấy không? Cái video trước của Bùm đó, nó thấy rõ ràng không thì làm sao mà sợ hãi gì mấy cái này đúng không? Đó, ok chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta lại xây tiếp một con Frog DJ. Và cái con Frog DJ này á, các bạn xây các bạn phải nhớ nhấn phím R để cho nó xoay mặt ra ngoài nha các bạn. Chứ nếu mà nó xoay mặt lộn bên á, có nghĩa là nó đâm đầu vô tường này đó là các bạn thua đó. Tại vì nó chỉ có đánh trước mặt nó thôi, chứ đánh sau lưng nó đánh được có chút xíu à. Cho nên là đừng có gọi là nhấn tào lao rồi là thua đó nha. Đây, bây giờ thì nhiệm vụ các bạn cực
kỳ đơn giản rồi luôn. Đó chính là các bạn lại tiếp tục xây con Maze Camera Man lên cho Bùm. Nó lát kiểu này Bùm nói thiệt là các bạn ấy là Bùm cũng không có mong muốn cái chuyện lát này đâu. Tự nhiên làm video hướng dẫn mà lát kiểu này kỳ cục quá. Mà cái mạng dạo này ở các bạn, cái mạng ở nhà Bùm á, nó cứ bị giật 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 kiểu đó đó. Bùm cũng muốn gọi là thay đổi nó, nhưng mà Bùm đã gọi là nâng cấp cái gói mạng lên cao nhất rồi đó, mà cuối cùng tới bây giờ nó vẫn bị như vậy. Nó vẫn lát, không biết phải giải quyết nó như thế nào thôi. Thì đó các bạn chắc các bạn thông cảm với Bùm nha. Rồi ok, đến quay thứ 31, các bạn thấy một cái điều gì không? Những con toilet nó hoàn toàn là gọi là, kể cả những cái con mà nhiều máu luôn, các bạn thấy không, nó đi hỏng được gọi là 1/3 cái đoạn đường đầu này là nó chết hết rồi nè. Đó, chỉ có cái cách đó mà các bạn mới có thể speedrun được thôi, còn các bạn gọi là làm cách khác nha khó lắm, hoặc thậm chí là không được đâu nha nha. Rồi chúng ta xây tiếp ha, ta xây xây tiếp ha. Lát quá lát quá. À quên nói với các bạn nữa, khi mà các bạn xây con này làm sao các bạn xây gần gần được giống như Bùm ấy, là bởi vì khi mà cái con Maze Camera Man này đó nó quơ cây búa lên đó các bạn, nó sẽ để ra một cái khoảng trống nha, như như các bạn thấy ở đây nè. Bùm đang gọi là Bùm để đây đó là không được, nhưng mà chút nữa khi nó vừa quơ lên đó là hả nó có khoảng trống liền, cho nên rất là dễ thôi chứ không không gì hết. Rồi ở quay thứ 34 chúng ta đã có tổng cộng là 15 con rồi, bởi vì sao, chúng ta có ba con Santa TV Man gọi là ở đây là nó chiếm unit của chúng ta mà nó không làm gì đúng không. Các bạn tiến hành các bạn bán nó, à các bạn bán nó và các bạn xây xây tiếp cái con Maze Camera Man lên. À, các bạn up nó lên level max. Bây giờ thì gần như là các bạn không cần phải suy nghĩ đâu, cứ hả xây up thôi chứ suy nghĩ gì nữa ở đây, không có suy nghĩ gì nữa nha. Quá lát rồi anh trai ơi, sao lại có thể lát tới mức độ này vậy ta. Rồi nhớ nha các bạn, Bùm nhắc lại lần nữa là tất cả những con Maze Camera Man các bạn vui lòng là các bạn up nó lên level max xong rồi nhớ chuyển qua chế độ strong ha. Chỉ có duy nhất cái cách đó thì các bạn mới có thể là các bạn gọi là chơi cái map này nhanh nhất rồi ha. Còn không không làm cái cách đó đó thua luôn đó. Ừ, nó ngộ không, nó kỳ lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta gọi là chúng ta không có cần phải làm gì nữa đâu, giờ chúng ta chỉ chờ đợi để mà chiến thắng thôi đúng không. Ê, thì bây giờ là Bùm sẽ gọi là Bùm sẽ cắt tới cái đoạn tiếp theo để xem là cái đến cái quay thứ khoảng đầu 49 50 gì đó, coi coi chúng ta cái thời gian chúng ta bao nhiêu ha. Rồi đến quay thứ 49 rồi các bạn, chúng ta tổng cộng là thời gian bây giờ là 14 phút 20 mấy giây, nhưng mà các bạn thấy nó quá trời lát rồi. Bùm không biết là nó có bị đít mạng hay không, nhưng mà Bùm hy vọng rằng nó sẽ không đít ha. Chứ mà nó lên lỡ mà nó đít thì Bùm cũng không biết đường như thế nào. Với lại là khi mà mạng lát giống như vậy, nó sẽ có một số những cái quay mà Bùm này gọi là chơi lỗi đó. Thế thì các bạn thấy không, có một cái con Duo nó ở đây nó còn 100 mấy chục ngàn máu, 200 mấy chục ngàn máu nè, nó đi đi xuống tới đây luôn nè, không không lẽ là Bùm thua luôn á chứ, tức thiệt á chứ. Mà nếu mà thua thì là buồn lắm luôn nha. Con boss này hy vọng là cái con này là nó sẽ cứu Bùm trong trong cái pha này ha. Tại vì nó đánh được ở phía sau á các bạn, thiệt tình nó tức gì đâu mà nó tức đó chàng ơi, coi kìa con nó lắc nó giật. Không không thể nào mà gọi là tưởng tượng được là hả nó lại lắc nó lại giật đến mức độ này đó. Tuy nhiên thì thôi, thì chúng ta cũng sắp chiến thắng rồi ha. Ok, bây giờ tổng cộng của mình là 15 phút 20 giây. Còn nếu mà bạn nào mà đi mà không lỗi từ đầu tới cuối mà theo cái chiến thuật của Bùm á, 15 phút 15 giây hoặc là 15 phút 12 giây gì ạ. Rồi còn cái về cái giá của cái combo này là Bùm nhắc lại là 59.000. Các bạn có thể là lên bumroblox.net để mà các bạn mua. Thì link mua hàng thì Bùm có để ở phần mô tả và bình luận. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ nha, đường link ở phần bình luận và mô tả nha. Mua đi, ngon lắm, nha. Thôi, bye bye.